Ok, trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đi tìm hiểu các cái tính năng mới trên Revit 2023. Mình cũng không rõ là chúng ta cần bao nhiêu phần video, nhưng mình sẽ chia video cho nó không dài quá để chúng ta theo dõi cho nó dễ. Thì mình vẫn bám theo cái tính năng mới mà Autodesk cung cấp. Thì tính năng đầu tiên ấy là nó liên quan đến cái tính năng nó giống như trong Excel, các bạn có thể format một cái cell, một cái ô dữ liệu nào đó theo cái điều kiện mà các bạn đưa ra. Thì thực ra ấy, thì trong các cái phiên bản trước Revit 2022 trở về trước ấy, thì tính năng condition formatting của Revit cũng đã có rồi, nhưng mà nó rất là hạn chế. Thì trong cái phiên bản Revit 2023 thì Revit Autodesk nó bổ sung thêm cái tính năng là các bạn có thể định dạng cái ô, cái dữ liệu, định dạng dữ liệu dựa theo family và type. Đấy. Ok, mình quay lại Revit. Để ví dụ nha, thì mình sẽ mở một cái một dự án mẫu nha, một dự án mẫu. Thì ở đây mình ví dụ mình mở con kiến trúc mẫu rồi đi. Thì khi bạn cài đặt bất kỳ phiên bản Revit nào thì nó cũng đều cung cấp cho chúng ta một cái bộ file Revit mẫu để chúng ta có thể thực hành hoặc xem. Đây mình mở cái file Revit mẫu này lên nhé. Nhiều bạn thực ra các cái hầu hết tất cả các video mà mình hướng dẫn trên kênh YouTube ấy, thì mình đều sử dụng cái file mẫu mà Revit cung cấp. Thì các bạn có thể vào file này, các bạn vào open này, các bạn kéo bên dưới cùng này này, nó có một cái thư mục gọi là sample file. Các bạn vào đây thì ở đây nó liệt kê rất nhiều các cái thư viện mà mẫu mà Revit nó tạo sẵn cho chúng ta rồi ấy. Thì ở đây mình mở ra, ví dụ ở đây mình mở thằng kết cấu này đi, nhìn cho nó quen thuộc đi. Đấy, thì đấy là một file mà của Revit thôi, mình dùng những cái file này để mình hướng dẫn cho các bạn thôi. Rồi tính năng đầu tiên nhá là tính năng liên quan đến format đúng không? Thì ở đây mình xem thử xem là ở đây mình kéo thằng này sang bên này đúng nhá. Đấy, mình kéo thằng này sang góc này. Đấy. Rồi ok, mình kéo xuống bên dưới xem nó có một cái bảng thống kê nào không. Rồi ở đây có một số các cái bảng thống kê. Đấy, liên quan đến bảng schedule, ở đây có bảng thống kê dầm bê tông. Rồi ok, dầm bê tông sai. Ok, ở đây mình sẽ tạo ra một cái bảng mới đi cho chúng ta dễ. Lâu rồi, chúng ta vào schedule này, chọn schedule quantity nhá. Ở đây mình sẽ tạo ra structure framing nhá. Đây ok, thì ở đây mình muốn thử cho các bạn về family và type đúng không? Thì chúng ta sẽ đẩy family và type vào đây, đẩy thằng này vào bởi vì nó cung cấp cái định dạng format theo cái thằng này. Tiếp theo là mình chọn len đi, đấy, chiều dài đi, thêm một cái tham số liên quan đến level nhỉ, liên quan đến chiều dài, chiều cao độ này. Đây, nó có level offset level đây, mình đẩy sang nhá. Ok. Tham số level nó có, mình đẩy một cái tham số khác đi, nó là như mình nhớ không nhầm, để mình quay lại đây nha, lâu lâu không động Revit đây, tác dụng phụ đây. Rồi mình chọn một cái dầm, nó có đây, mình chọn một cái dầm đây, chúng ta xem tham số của nó nhé. À đây, nó là reference level, mình đẩy thằng reference level vào nhá. Đấy, mình đẩy thằng level đi, mình chọn reference level đây, mình đẩy sang này. Ok đây, ok nhá. Nhiều quá nhỉ. Ok, mình group lại nhé, group lại, bỏ cái thằng này đi. Rồi đi, chúng ta sẽ group lại theo family and type. Đây, có mấy loại này.
Rồi bây giờ muốn format thì như nào, tính năng formatting thì ở đây các bạn thấy là và format này và formatting này, đây tab formatting đây thì chọn cái tính năng family and type, chọn conditional format. Thì đây các bạn thấy là nó cho phép chúng ta format theo cái family and type đấy, bằng bằng cái gì đấy đúng không? Thì sao, ví dụ như nếu như bằng cái này thì đổi màu nền đấy, đổi màu nền nền của nó thành màu đỏ đi cho nó rực rỡ nhá. Ok ok đấy, các bạn thấy nó sẽ format cho chúng ta như thế này đấy. Thì ở đây nó thêm cái ngày xưa nó không có cái này đấy. Ngày xưa thì nếu mình nhớ không nhầm thì nó chỉ format theo cái chiều dài thôi, tức là theo một cái dài rộng gì đấy, tức là theo đơn vị có đại khái là theo một cái gọi là gì nhỉ, đơn vị độ dài à, đấy theo chiều dài hay theo diện tích chu vi gì đấy, đại khái là một cái số đấy. Thì bây giờ nó bổ sung thêm cái family and type vào để cho các bạn format. Format này thì có lẽ các bạn rất ít dùng, có lẽ các bạn rất ít dùng, nhưng mà trong một số trường hợp thì chúng ta cũng có thể sử dụng để giúp chúng ta quan sát cái bảng nó được dễ hơn. Còn khi chúng ta đã xuất tạo ra được cái bảng schedule này, các bạn xuất sang Excel thì trong Excel bản thân nó cũng có cái condition format cho các bạn, nhưng ngay bản thân trong Revit chúng ta cũng có thể sử dụng nó để có thể tạo ra một cái điều kiện để chúng ta quan sát, chúng ta kiểm tra xem cái bảng chúng ta có gì bất thường hay không. Đấy, đấy là tính năng nhân nhá. Ok. Rồi chúng ta quay về đây, chúng ta xem về kiện thứ hai, nó liên quan đến this place element 2D view. Thì cái tính năng này là cái tính năng liên quan đến việc chúng ta thay đổi vị trí của một cái phần tử, một cái đối tượng nào đó trong Revit, nhưng mà chỉ là thay đổi để quan sát thôi, để giúp chúng ta diễn họa đấy, được dễ dàng thôi chứ không phải là thay đổi thật. Ở đây mình sẽ ví dụ cho các bạn xem nhé. Có thể một số bạn còn chưa biết cái tính năng này trên phiên bản Revit cũ cơ. Chúng ta vào Open này. Ở đây mình sẽ mở một file mẫu là file kiến trúc đi. RAC đây, một công trình này. Đó, mình vào 3D tắt thời. Nào. Rồi mình vào 3D xem nhá. Đây 3D nó đây. Đấy thì cái tính năng này là nó như thế nào? Ví dụ như là các bạn chọn một cái mái bằng này đúng không? Thì chúng ta nhìn trên thanh ribbon ấy, thì các bạn thấy có lựa chọn là display element nằm ở cái panel này, panel view này này. Các bạn kích vào đây. Sau khi kích vào đây xong ấy thì các bạn có thể edit nó. Đấy. Bạn có thể edit nó. Đấy, bạn kéo lên như này, các bạn thấy là nó hiện cái hệ tọa độ lên cho chúng ta, các bạn có thể co kéo khắp nơi như thế này. Đấy, sau đó các bạn có thể chỉ định một cái đường dẫn path cho nó. Đây, kích vào cái path trên này. Đây, đây là mục đích của nó, cái này là như thế để chúng ta diễn họa thôi đúng không? Chúng ta diễn họa. Đấy, xem nó là bắt đầu để chúng ta tách ra, để chúng ta bóc tách một cái vật liệu chẳng hạn. Đấy, để mục đích là chúng ta diễn họa, trình bày bản vẽ cho nó khoa học hợp lý. Thì ở đây là trong cái phiên bản trước nó cũng có cái điều này. Thế nhưng mà bây giờ trên cái này thì nó đã có một cái gọi là, ở đây nó nói là trên trong cái 2D view, tức là trong cái mặt cắt gì đó của chúng ta cũng có thể diễn họa được điều này. Thì trên phiên bản trước ấy, chúng ta không có, thì bây giờ chúng ta có. Thì, chúng ta sẽ làm như sau, mình cancel đi nhé. Chúng ta sẽ vào một cái mặt cắt. Đây chúng ta mặt cắt qua cầu thang chính. Wow. Xem một cái mặt cắt nào ở đây đây. Ok, đây là mặt cắt qua. Mình thử mấy cái xem có cái nào hay hay nhá. Đây. Thử cái này đi. Đây mình thử một cái này đi, vùng bê tông, hoặc chúng ta muốn diễn họa một cái vùng nào đó ở đây. Mình sẽ, đây là detail, thử
này là toàn detail thôi. Chúng ta dùng một cái khác. Đây mặt cắt. Xem chúng ta phải đối tượng 3D cơ. Chúng ta làm. Đây cái này đi. Cái này là đối tượng 3D, đây là dầm. Đây thì các bạn thấy đây. Sau khi kích vào đây nhá, chúng ta rõ ràng chúng ta đang trên 2D đúng không? Đây là một cái mặt cắt. Đấy, đây là một cái mặt cắt qua ở cái tường và cắt tường điển hình. Thì trên này là thể hiện các cái đối tượng 3D của chúng ta, nhưng chúng ta đang nhìn 2D thì chúng ta sẽ kích hoặc chọn một đối tượng này. Các bạn vẫn thấy cái display element ở trên thanh ribbon, các bạn có thể kích vào đây. Sau đó các bạn thấy là nó hiện cái này lên. Đấy, nó hiện cái này lên. Đấy, nó hiện cái này lên. Đấy, ra ngoài này chúng ta không nhìn thấy bởi vì là có cái lựa chọn có một cái box xác định giới hạn ở đây rồi, cho nên chúng ta sẽ không không nhìn thấy. Ở đây mình sẽ cho cái box này nó đây crop view nha. Crop view reason này. Đây là cái box cho nên chúng ta không nhìn thấy. Đây mình kéo lui ra một tí nhá. Rồi mình chọn thằng này này. Cái này nó có thể dài ở đây một tí. Đấy, sau đó các bạn có thể xác định đường dẫn cho nó. Xác định đường dẫn này. Đây mình sử dụng chuột xem. Chưa hiểu tại sao cái thằng này nó lại không được. Đây kéo ra đây đi. Kích vào đây. Kích pass này. Chúng ta thử ấn tab nhé. Đấy, mình thử ấn tab. Kích vào. Nó phải có điểm để chúng ta kích. Đây nó có nút add remove phần tử thành một tập hợp này. Đây là reset trở về vị trí ban đầu này. Ở đây là tạo path này. Thằng này đang không hiểu tại sao nó không tạo được path. Ok, mình thử một cái khác nhá. Bây giờ mình sẽ về mặt bằng tầng 2 đi. Rồi chúng ta sẽ cắt qua một cái vị trí cửa sổ nào đó nhá. Section. Đây. Ok. Rồi chúng ta view nhá. Cho này dài dài tí nào. Đây cửa sổ đây. Rồi bây giờ mình kích vào thằng cửa sổ nhá. Đây là win cửa sổ hình như này này, mình chọn display này. Kéo ra này. Rồi. Rồi mình trùng path này. Đây, mình đưa vào đây. Đây một cái path. Cái này thì được hai path. Rồi, ok. Sau đó các bạn có thể tag ghi chú cho nó. Đây, ok. Vân vân. Đấy là cái tính năng mà còn thằng kia thì mình đang không hiểu tại sao thằng này lại không được đâu nhỉ. Đây thằng này tại sao lại không được. Ok, để mình reset lại vị trí nhá. Sau đó chúng ta chọn cái thằng này, kéo nó ra, kéo thẳng nó ra, rồi dùng path này. Thằng này không được, kéo lên trên xem nào, hay thằng kia bị thằng kia che. Thằng này thì không được. Đó, đấy cũng là một cái vấn đề gì đó mà mình chưa nghĩ ra tại sao lại không có path ở cái thằng này. Có thể nó không khớp điểm đích và điểm đầu gì đó ở trong cái setting này, cũng không cùng mặt phẳng ấy. Có thể như vậy, đoán vậy. Ok, đấy là tính năng thứ hai. Các bạn có thể tự tìm hiểu nhưng nói chung là có cái tính năng đó. Đấy. Còn nó còn có cái tính năng liên quan đến display là mình của cái thằng Reba, tức là cũng tương tự ngày xưa các bạn thấy là chúng ta có cái chúng ta vẽ thép đúng không? Các bạn vẽ thép xong rồi các bạn lại phải dùng một cái phần mềm gì đó add-in gì đó các bạn mua bên ngoài, sau đó chúng ta giải thép để sao cho nó dễ thi công đấy. Thế bây giờ trong Revit người ta không phải cho các bạn tính năng giống như thế nhưng mà cũng cho tính năng các bạn tương tự để chúng ta có thể làm mục đích là diễn giải
cho cái người đọc bản vẽ nó được dễ hơn. Ok, ở đây mình lại tiếp tục mở một cái file kết cấu nha. File kết cấu open này. Rồi, ok. Đây, mở file kết cấu ra nhé. Đây, thằng này thì nó chưa có thép. Thằng này nó chưa có thép. Nhiều khả năng mình sẽ tạo một file mới đi. Đây, một cái file struct nhé. Rồi sau đấy mình vẽ một cái dầm hú họa thôi, minh họa cho các bạn. Đây, mình tạo một mặt cắt nhé, chọn detail này, cắt qua đây. Đó, mình chọn tỷ lệ lên 120. Đây, do mình đặt thép rồi, đặt hú họa cho nhanh nhá các bạn nhá. Ok, rồi mình chọn con đai này. Đấy, mình chọn con đai phi, ví dụ 10 10 này đi. Đấy, ok, bây giờ tiếp theo là cốt dọc 22 này. Hướng đặt vuông góc này, số lượng thanh đầu nhận đây, ví dụ mình chọn hai thanh, sau đây thành ba rồi, hai thanh nhá. Rồi ok, rồi giờ cho ví dụ một thanh giữa đi. Thanh giữa đây, bên dưới mình cho ba thanh nhá, ba thanh dưới này. Rồi ok, cho lung tung vào đây nữa nhé. Rồi thanh ở giữa này thì mình cho phi khác đi, những thằng trên này cho phi khác đi, thằng này cũng phi một phi khác đi. Ok, cho thằng này cho nó giải ra. Maximum spacing 100, apply, ok. Đây, vào vấn đề xem nhé. Vấn đề đâu nhỉ? Đây. Đấy, nét đậm mình tắt cái nét đậm này đi. Đây, ok. Đây, bây giờ mình dùng mặt cắt nhé, mặt bằng đây đúng không? Chúng ta sẽ dùng mặt cắt cắt qua. Đây. Rồi chúng ta go to view, chọn tỷ lệ ví dụ 150 đi. Đấy, rồi chúng ta chọn file, chọn file nhé, cho hình dạng nó hiện thật lên như thế. Rồi bây giờ tính năng của nó nói là gì? Chúng ta có một cái thép như thế này và các bạn kích vào thanh thép vào đây, kích vào đây, và chúng ta cũng có cái lựa chọn display element ở đây, kích vào đây. Để chúng ta hoàn toàn có thể gì di chuyển thanh thép này đến cái vị trí mà chúng ta muốn. Đấy, thực di chuyển như này nhá, thực ra là để diễn họa chứ nó không phải di chuyển thật. Đấy, tương tự những cái thằng này cũng vậy, bạn có thể sử dụng cái tính năng này để di chuyển đi. Đấy, di chuyển đi vị trí mà mình muốn sao cho nó gì dễ nhìn thôi, còn trên mặt cắt thực ra nó không thay đổi. Đấy, các bạn thấy mặt cắt nó không hề thay đổi gì cả. Đấy. À, trên đây thì nó di chuyển đi để chúng ta dễ nhìn. Rồi nó còn một tính năng nữa liên quan đến phần thép, thì nhân tiện đây thì mình nói luôn nhé. Bình thường các bạn thấy ở đây nó không hiện cái solid đúng không, của thép. Ngày xưa thì chúng ta phải tích vào đây, chúng ta tích nó, rồi chúng ta lại chọn view visibility, rồi chúng ta kích vào view solid ở trong cái bảng này. Nhưng bây giờ chúng ta không cần nữa. Khi các bạn trên Revit 2023 ấy, thì các bạn kích vào cái phần này này, các bạn chọn file ấy, thì nó hiện lên cái như này luôn. Đấy, nó hiện lên cái như này luôn này, hiện lên solid này luôn mà chúng ta không cần phải chọn thép, rồi chúng ta phải vào cái bảng property, chúng ta chọn vào cái tính năng visibility này nữa. Đấy, nhưng mà quan trọng là khi nó có một cái chúng ta vẫn phải làm, tại vì là nếu như chúng ta chọn cái chế độ set này chẳng hạn, các bạn không nhìn thấy thanh thép đâu, không nhìn thấy thép đâu, bởi vì chúng ta phải chọn thép lại như này đúng không? Rồi chúng ta lại phải vào bảng này,
chúng ta tích vào cái view unobscure để không bị che khuất. Đấy, đây chúng ta kích vào 3D. Đấy thì nó mới hiện lên như này cho chúng ta nhìn. Đấy, ngày xưa thì nó có thêm một cái cột là cột mà xem như cái khối solid ấy, thì bây giờ nó bỏ đi. Chỉ khi các bạn chỉ cần chọn file ở đây thôi là nó hiện lên là solid. Còn chúng ta chỉ việc xác định xem là muốn hay không muốn nhìn thấy nó. Đấy, muốn hay không muốn nhìn thấy nó bị che khuất bởi cái khối bê tông thì chúng ta vẫn phải chọn. Bạn kích vào đây. Hoặc là có một cái tính năng nhanh nữa, các bạn kích vào đây, các bạn kích chuột phải này. Các bạn chọn nút tăng visibility này này, hoặc các bạn chọn VG thì TTV. Đây ví dụ mình chọn hết đi nhá. Đấy chọn TV. Đấy các bạn thấy nó biến mất này. Nó bị ẩn nằm bên dưới là bê tông, mình chọn thép tiếp này, mình có TV thì nó lại hiện lên, nó tương tự như bạn kích chuột phải chọn tăng tăng visibility ở đây. Rồi ok, đấy là ba cái tính năng tạm thời video này nhá, nó dài quá. Sau đó mình sẽ làm tiếp các video khác để các bạn xem. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.